Liên quan đến vụ việc xe bồn chở xăng lao vào hàng loạt nhà dân ở huyện Chơn Thành, Bình Phước, sáng 22/11, Công an tỉnh Bình Phước đã có thông tin chính thức về vụ việc. Theo đó, vào khoảng 4h23p cùng ngày trên tuyến QL13 thuộc ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở xăng dầu BKC-93C-2689. Do tài xế Thạch Văn Phong quê tỉnh Trà Vinh, ngụ huyện Chơn Thành điều khiển theo hướng Chơn Thành Bình Long, và xe ba gác chạy cùng chiều do tài xế Bùi Văn Vĩnh, SN-1975, ngụ Chơn Thành, điều khiển. Vụ tai nạn làm xe chở xăng dầu, 10 khối dầu, 4 khối xăng, bị lật và tràn vào khu vực nhà dân dọc tuyến QL13. Hậu quả, vụ việc gây cháy 19 căn nhà dùng để kinh doanh kết hợp nhà ở, trong đó có 2 căn cháy hoàn toàn, và làm chết 6 người do cháy. Tài xế xe bồn bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Giấy, người điều khiển xe ba gác bị thương nhẹ. Thiệt hại về tài sản hiện đang thống kê. Ngay khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy, cứu người bị nạn, khắc phục thiệt hại. Đến 5h25 đám cháy cơ bản được khống chế. Đồng thời, Bí thư tỉnh Bình Phước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các ban ngành địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình có người bị nạn, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Hiện Công an tỉnh đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.